thấy có mấy cái người, có một cái ai đó ở bên Mỹ á, mới lên một cái video nói là đố mấy cái người kia làm gì người ta đó, cái chú. Xong rồi mấy mấy thằng nó đe dọa, rồi nó đe dọa dọa cả Lisa, rồi nó nói là cả cái con bé này nữa này, nó đố thách đố cộng đồng này kia các thứ. Lisa ngồi giả nghe buồn cười quá. Chúng nó ở bên này á, chúng nó nói chúng nó đấu tranh cho tự do, cho nhân quyền, ok. Suốt ngày mấy chục năm nay rồi, suốt ngày đấu tranh cho nhân quyền, cho tự do, rồi cộng sản, cái gì độc tài, cộng sản không cho chúng tôi nói, cộng sản cái gì đàn đàn áp nhân quyền. Nói giọng của các anh á, không các anh á, nói nên xả nói ngỗng đấy. Nên xả nói tiếng Việt có nói ngỗng không biết nói. Thấy họ dọa cả anh Lợi Minh ghê quá. Đúng rồi đó. Thì nên xả sống DB mấy chục năm rồi, nên xả thật nhìn thấy nhiều những cảnh nào là kỳ thị Nam Bắc, nào là này kia các thứ. Rồi ôi suốt ngày cứ ra vẻ ta đây người 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 miền Nam cái gì hiện đại, hiện đại cái gì nữa, hiện đại, con người hiện đại, hiểu biết, học cao hiểu rộng, đúng không các bạn? Rồi đi cười người ta, rồi nói là người người miền Bắc thế này thế nọ thế trai, rồi nói này kia các thứ, nói không hay. Đúng, không có ai nói là mình người miền Bắc cả, cái gì cũng hay, cái gì cũng tuyệt cả. Thế nhưng mà làm sao cứ phải đi phân biệt như vậy, rồi sang đây chống cộng, xong rồi nói là cái gì tự do rồi nhân quyền rồi này kia các thứ, nhưng mà cứ động ai há mồm lên một cái là chúng nó đe, chúng nó dọa. Làm ơn mấy cái người chống cộng ấy cho Lisa biết là lý do tại sao vậy. Nếu các người đấu tranh cho nhân quyền cho những người đang sống ở Việt Nam thì bản thân tôi cũng đấu tranh cho bản thân, chính bản thân tôi, ok. Tôi sống ở một cái đất nước tự do này mà mình khi mà mình lên mình nói một cái là bắt đầu đe dọa, rồi ta đến ta giết mày, rồi chọc thủng lốp xe nó đi, rồi cái gì đuổi nó về Việt Nam, rồi là cái gì xin 5.000 chữ ký, rồi kiện nó ra tòa, rồi đuổi nó về Việt Nam. Oh my God, tôi xin lỗi các ông các bà đi, chống cộng những kiểu gì vậy? Ít ra các người chống cộng, các người đòi quyền lợi, đòi tự do, đòi nhân quyền, đòi cái 39.000 gì đấy, thì ít ra mình phải làm khác những cái người ở Việt cộng sản đi, cứ cho là cộng sản đàn áp, cứ cho là cộng sản đe dọa, cứ cho là cộng sản dã man đi, thì các người bên này, các người sống, các người phải chứng minh được cho người ta cái tự do thì người ta mới tin tưởng các người để mà đấu tranh chứ. Động ai há mồm lên cái cái con này cộng sản, con này cái nọ, con này thế trai, thế thì chống cái gì, chống cộng cái gì hả? Chỉ bắt nạt ba cái cô chú bác gì, cô chú bác gì già già sống ở bên này ấy, người ta qua đây người ta cô đơn, người ta cô độc, người ta ra người ta tụ tập vào để chơi vui cái cộng đồng, thì mấy cái người già rồi với nhau ấy thì những cái gì người ta chưa biết, người ta chưa hiểu thì giải thích cho người ta. Cái cuộc sống ở bên này nó đòi hỏi nhiều thứ chứ đâu có phải chỉ ăn không đâu, đúng không? Nhiều thứ, nhiều nhiều thứ lắm, nên xả thấy những người già bên này rất là khổ đó. Và cái thứ hai nữa, nên xả muốn nói là nhiều người nói là nên sao cứ động nói ra sao mày không đi về về Việt Nam đi, mày thích cộng sản thì mày về Việt Nam đi,
cộng sản không có gì tốt thì mình phải chứng minh rằng con người mình sống ở cái đất nước tự do này mình hiểu biết hơn người ta, mình phải làm sao chứng minh cho người ta biết là ồ, mình rất là tự do phóng khoáng, đầu óc là mở mang ra, phải có hậu một tí chứ. Đây xin lỗi nha, bây giờ mở cửa đây này 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 này, cứ đi đe dọa người này đe dọa người kia để cho người ta sợ. Người ta sợ đây làm gì, để cho chúng nó được lộng hành ở bên này. Giống như là ví dụ như là đe Lisa là không cho Lisa nói này kia cái thứ, rồi để cho Lisa sợ quá Lisa không dám nói, nên không dám cho những cái cô gì chú bác sống ở đây biết là cái luật pháp nó như thế nào, để cho những cái người kia người ta im đi, để cho chúng nó lộng hành, chúng nó tiếp tục chúng nó lừa đảo người ta quyên góp tiền cho chúng nó. Chúng nó thương thì ai? Còn đứa nào á, bây giờ ok Lisa là người không biết chẳng hạn như vậy, Lisa đi sinh sau chiến tranh đúng không, không biết cái cờ vàng nó là cái cờ gì hết. Thì bây giờ ok, nếu mà cảm thấy rằng con bé này nó nói như thế thì mình phải đưa những cái gì chứng minh ra, mình nói cho người ta biết, mình phải tranh luận với người ta. Đó, chúng nó nói chúng nó biết nhà Lisa đấy. Nếu mà cảm thấy rằng ấy, tao nói sai cái gì ấy, đến đây gặp tao tranh luận thẳng thắn trước mặt tao này, sao phải hèn hạ thế, đê mới trả dọa lắm, sốt ruột quá cơ. Rồi đấy, nên sao nói một vấn đề nữa là ở Úc này tốt hay là không tốt. Nên sao nói tốt, tốt chứ, tốt hơn Việt Nam chứ, dĩ nhiên rồi, đương nhiên rồi. Cái chuyện đấy có tốt thì người ta mới nhiều người người ta đi sang đây. Cũng giống như mình vào một cái nhà người ta giàu có thì mình phải chấp nhận là ở cái nhà này giàu có, người ta hay, người ta hiện đại hơn cái nhà nghèo, đương nhiên rồi. Ở cái đất này cũng vậy, mình có cái nhà ở nhưng mà cái nhà của mình đâu bằng cái nhà bên cạnh. Vậy bản thân những cái người sang đây mấy chục năm rồi đã đập bằng được cái người ở bản địa này chưa? Tốt chứ, ở Úc này rất là tốt, phải nói thẳng một câu là rất là tốt. Nhưng mấy chục năm vậy chứ, nếu mà người Việt mình mà qua đây á, rất là tốt. Lý do tại sao? Thời gian đấy cái kinh tế nó tốt này, rồi nó ít người này, rồi á người ta chu cấp cho rất là nhiều thứ, thì đương nhiên là nó phải tốt hơn nè. Chứ còn bây giờ nó cắt hết rồi, các bạn hiểu không? Nó không còn như ngày xưa nữa. Chẳng hạn như ngày xưa thì các cụ già ăn được ăn trợ cấp rồi đi về Việt Nam rồi nó cho mấy tháng ấy. Bây giờ nó đâu có cho như thế. Hoặc những cái người mà ăn trợ cấp ấy, ngày xưa này mà đi về Việt Nam ấy, cũng được mấy tháng. Bây giờ làm gì có cái vụ đấy. Để mới dọa sốt ruột quá. Để mới trả dọa sốt ruột quá. Ôm sốt ruột mấy mấy cái ông các bà bên này quá cơ, tối ngày đe dọa rồi này kia các thứ. Thật ra đó, những cái người đe dọa là những cái người họ chả biết gì về luật pháp ở bên này cả. Chúng nó bị cái bọn chủ tịch mấy lại lãnh đạo cộng đồng nó nhồi sọ ấy, nó dắt mũi, nó sò mũi nào là nó bảo chứ ai mà ở cộng sản ở đây là nó lấy 5.000 chữ ký rồi nó đưa về Việt Nam rồi nó đe dọa lên sao đó, rồi cái gì nó trục xuất về Việt Nam rồi này kia các thứ, rồi đến tận nhà nó chụp hình rồi nó đăng số xe lên, nó bảo con này mà đi đâu ấy chặt thủng lốp xe. Lisa còn cảm ơn chúng nó làm những cái chuyện như vậy. Lisa mang ngay ra cho police. Mới đầu ấy, Lisa trước đây mấy cái video trước đây Lisa đã nói rồi, Lisa tính là tìm cái thằng đấy để cho nó một trận. Nhưng nghĩ lại mình không cần làm như vậy, làm như vậy á, những cái người kia người ta không hiểu gì về luật pháp người ta mới làm như vậy thì khổ thân cho người ta thôi. Nhưng mà phải đánh rắn là phải đánh dập đầu chúng nó, đúng không? Lisa mang hết ra cho những cái đồn police quanh nhà Lisa. Tự nhiên Lisa có người security, có người bảo vệ. Police nó lượn vòng quanh nhà Lisa chẳng hạn vậy, nó để ý đến nhà mình đúng không? Rồi á,
tên tuổi mình có ở trên đấy, mình đã nói ở cái cộng đồng này này có những cái thằng này này, Lisa nói những cái chuyện này, như cái chuyện này cộng đồng người Việt này nó tức tối tao này, nó bảo tao là cộng sản này, nó đe dọa tao này này kia các thứ đó. Thế là ở cái luật ở đây ấy, người ta nói là nếu mà mày mà biết thằng nào ấy thì mày tới mày xin cái tòa lệnh của tòa là intervention order, đã cách xa mày ra không được tới gần mày, nếu mà tới gần là nó bắt. Thế nhưng mà những cái thằng đe dọa mình thì nó đâu dám mà lộ cái mặt nó ra, đúng không? Thế mấy này nó đâu có hiểu đâu, nó chỉ là cái kiểu như là cái bọn theo đó man tàn đấy, thấy người ta nói như thế tưởng thật, hùng hùng hổ hổ lên đấy, xong rồi cứ tưởng đây là cái luật ở đây là nếu mà ai mà theo cộng sản ấy là bị bắt rồi này kia các thứ. Họ đâu có hiểu gì đâu, cho nên họ mới làm những cái chuyện như vậy. Và những cái thằng ấy, lãnh đạo ấy, nó lợi dụng vào những cái người đó để nó đe dọa người ta, chứ thực sự cái bọn lãnh đạo cộng đồng nó dám đến đây nó gặp Lê Sào nó nói không? Đâu có dám đâu, ở cái đất này đâu phải đất của chúng nó đâu, hiểu không? Cho nên các bạn nào mà bị chúng nó đe dọa, cầm ra những cái đồn cảnh sát ở gần nhà mình á, nói cho họ biết cái tình hình như thế này, đúng không? Chúng nó đấu tranh cho nhân quyền cho những người ở Việt Nam, mà trong khi mình ở đây mình không có nhân quyền thì mình phải đấu tranh cho chính bản thân mình chứ, đâu có thể sợ chúng nó được. Mình chỉ sợ các luật pháp ở ở cái đất này thôi, còn chúng nó không là cái đinh gì hết, hiểu không? Nên nhiều nhiều, nhiều. Lisa nói một phần là nói cho chính Lisa, phần thứ hai nữa là Lisa cũng nhắn gửi với những cái người chuyên môn đi đe dọa người ta đấy, là trước khi đe dọa người khác ấy, thì phải tìm hiểu xem rõ cái luật ở đấy người ta có phạm pháp cái gì không. Nếu mà phạm pháp vào với các người sẽ đi ra ngoài kia mà báo cảnh sát ấy. Đó. Nó gửi thư cho Lisa, mấy cái thằng điên ấy, nó gửi thư lên Lisa, nó nói là tao sẽ báo cho cộng đồng để cho xin 5.000 chữ ký rồi đuổi mày về Việt Nam, rồi mày không được cái gì đất Úc á, bêu díu đất Úc, tiên sư cha bố nhà cái lũ chúng mày, mày ba que chúng mày suốt ngày ở bên này chúng mày chửi Việt Nam, rồi mấy cái đứa chống cộng rồi ăn dua ấy, theo đó man tàn ấy, nó chửi không còn một cái gì là nó không chửi nữa, thì cái đấy có gọi là bêu díu không? Rồi nó mang cả Hồ Chí Minh ra rồi nó ghép cái nọ ghép cái kia, cái đấy có phải bêu díu không? Sao chúng mày ngu thế? Rồi ôi, trước khi làm một cái gì đấy làm ơn tìm hiểu luật pháp, làm ơn đấu tranh làm sao để cho cái xứ sở chúng tôi đang sống này, những người Việt kiều đang sống ở hải ngoại này, nó đừng có quê quá, nó đừng có bẽ cái mặt ra, đừng có bêu diếu vào mặt chúng tôi, con cháu chúng tôi, hiểu không? Rồi những cái người người ta ở đây người ta sống, người ta bảo sao cái bọn Việt Nam này nó làm cái trò gì vậy? Thế có phải ảnh hưởng đến con đến cháu nhà chúng tôi không? Đúng không? Chúng tôi là cho dù con làm quốc tịch ở Úc, Mỹ, Pháp hay cái gì đi chăng nữa thì vẫn là người Việt. Nếu các người thực sự đấu tranh cho nó đàng hoàng đi. Mấy triệu người ở bên này các người đã mua được lòng người ta chưa, mà đòi đấu tranh mấy mấy 90 triệu dân ở Việt Nam, có mấy triệu ở đây thôi mà còn không lấy nổi được lòng của người ta thì làm sao mà đòi đấu tranh cái gì hả? Rồi đi lừa đảo cho mấy cái người ở Việt Nam người ta không biết, rồi gửi vài ba cái đồng bạc vào để lừa đảo mấy cái người, mua vui cho mấy cái người ở đây rồi để cho người ta vào tù. Đó, các người làm cái gì được cho người Việt Nam rồi mấy chục năm nay rồi hả? Ngay chính như là năm ông nhà báo chết đó, người Việt Nam đó chết ở Mỹ đó. Sao các người đã đấu tranh được cho người ta chưa, vậy mà đòi đi đấu tranh cho 90 triệu dân đấy, đất nước tự do đó thế, xong đấu tranh cho họ đi đó.
Cái đó nếu mình đấu tranh mình cũng là đòi hỏi quyền lợi cho chính bản thân mình nữa. Nếu như các người á, những cái người sống ở Mỹ á, cũng bị trong cái hoàn cảnh oan ức như thế, bị người Mỹ giết hình này cái gì ấy, thì có phải là mình đòi chính cho cái bản thân mình không, tự cái quyền lợi cho chính bản thân mình không, bị người Mỹ nó bắn chết ra là cái gì đó. Chú ý vào những cái đó đúng không, chú ý ngay vào cuộc sống của các người ở bên Mỹ, bên Úc, bên này kia các thứ, lo cho những chính những người cộng đồng người Việt Nam đi, thì tự nhiên á những cái người ở Việt Nam người ta sẽ nhìn thấy các người, ồ ở những cái bác cái chú Cộng Hòa rất là đoàn kết với nhau, rồi lo lắng cho người người đồng hương ở bên đấy, rồi đoàn kết với nhau, rồi rất là hay. Tự nhiên các người cũng lấy lòng được những người Việt Nam, đâu cần phải đấu tranh cái gì đâu đúng không. Khi mà người ta nhìn thấy các người là ồ những người này rất là đoàn kết, có học rồi, rất là giỏi rồi này kia các thứ, tự nhiên người ta sẽ theo các người, đâu cần phải chửi bới, đâu cần phải lên đi đe dọa người này người kia rồi chửi bới người này người kia. Mẹ ở bên này người già không có nhà có cửa ở, cô đơn này kia các thứ, rồi công việc làm ăn thì không có, tiếng tăm thì không biết, đi nhờ Nên xả còn nghe thấy mấy đứa nó bảo còn lấy tiền của người ta để điền cho một cái đơn á, còn 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 lấy từng đồng từng hào của người ta nữa. Thế có các người làm được cái mẹ gì ở bên này đâu mà bày đặt mà đi đấu tranh cho 90 triệu dân ở Việt Nam. Tôi xin lỗi các người đi, các người dẹp ba cái trò lừa đảo đi. Ok, có cái ông gì ông làm ở trong cộng đồng ấy, ông ấy nói là lừa đảo rồi này kia, ông đưa hết cả tên từng thằng một, mà đâu có đứa nào ở trong cộng đồng dám 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 kiện ông đâu. Đó. Đó, bỏ cái trò đi, còn những người đang 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 đấu tranh nhân thù cộng sản, ok nên sao không nói là không thù, tại vì con người mà ai cũng có cái giận, ai cũng có cái đau khổ, ai cũng có cái tức giận tức tối, cái đó là đương nhiên rồi. Thế nhưng mà giận người nào ấy, cú người nào, thù người nào ấy, thì về mà giải quyết cái người đó đúng không. Như chúng tôi đây, như là những cái người như là tầm tầm lớp Lê Xà đấy, sanh ra trong chiến tranh Việt Nam ở miền Bắc, bị bom đạn đổ lên đầu như thế, thì bố mẹ cha ông chúng tôi á cũng căm thù chứ đúng không, vì cái những cái chuyện đấy, vì Mỹ nó bỏ bom, vì chiến tranh như thế mà cha ông chúng tôi phải quên mạng sống của mình đi để xung phong đi bộ đội để giải phóng cái đất nước, chứ không có đơn giản tự nhiên người ta hy sinh cái tính mạng của người ta để người ta chiến đấu vì một cái gì đó. Các người tưởng là người miền Bắc người ta nhồi sọ xong rồi người ta đi vào, người ta thấy người miền Nam khổ quá xong rồi người ta giải phóng miền Nam á, thôi ơi chính các người mới là bị nhồi sọ đấy đúng không. Người miền Bắc chúng tôi bị bom nó nhồi sọ vào đầu này, cho nên cái nòng căm hận đấy người ta mới trở thành một cái động lực để mà đánh nhau mới giải phóng cái miền Nam ấy, là giải phóng chính cái gia đình, cái cuộc sống của chúng tôi ở ngoài Bắc, chứ không phải giải phóng cho các người đâu, các người nằm rồi hiểu không. Thôi Lê Sả nói đến đây thôi, tại vì Lê Sả phải đi bây giờ đi chơi, nên cảm ơn các bạn đã nghe và chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ nhé.